Sau trận đấu với Hồng Kông, Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Troussier đã có thêm một trận giao hữu nữa gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đấu được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp thi đấu 30 phút. Lực lượng ông sử dụng trong hiệp 1 là các cầu thủ không đá hoặc ít thi đấu trong trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc trước đó. Ông thấy người Pháp thực hiện nhiều thay đổi. Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và các cầu thủ U23 được đưa vào sân. Chính tiền đạo thuộc biên chế Yokohama FC đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở khoảng giữa hiệp 2. Ở hiệp 3, huấn luyện viên Troussier tiếp tục sử dụng một đội hình thi đấu gần như mới. Ông muốn các cầu thủ đều được vào sân để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, lực lượng xáo trộn mạnh khiến U23 và đội tuyển Việt Nam chơi chưa có nét và có nhiều pha chuyền hỏng. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số thua 1-2 trước câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, kết quả trận đấu không quan trọng. Điều cốt lõi của trận đấu này là đã giúp huấn luyện viên Troussier nhìn được ra năng lực và khả năng đáp ứng chiến thuật của các cầu thủ. Ở trận đấu với Hồng Kông, Trung Quốc, Quang Hải được giao trọng trách tạo đột biến cho đội tuyển Việt Nam. Anh đã có một số tình huống chọc khe và phối hợp đẹp mắt với đồng đội. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Quang Hải không tạo ra được nhiều khác biệt. Ở trận đấu với Syria, Công Phượng có thể sẽ được giao nhiệm vụ tạo đột biến cho đội tuyển Việt Nam như Quang Hải. Tuy nhiên, anh có thể tạo đột biến bằng những đường đi bóng lắt léo. Công Phượng là tiền đạo có khả năng đột phá, thói quen đi bóng sẽ là đối tượng để các hậu vệ Syria chú ý theo sát. Với huấn luyện viên Troussier, triết lý bóng đá ít chạm của ông thầy người Pháp cũng chưa rõ có khuyến khích Công Phượng cầm nhiều bóng. Nhưng đội tuyển Việt Nam có thời điểm cũng cần những tình huống bước ngoặt của các cá nhân để tạo ra đột biến. Trong bóng đá, sai số hay sự thăng hoa của một cầu thủ là điều các huấn luyện viên cũng khó lường tới. Với Công Phượng, đây là khoảng thời gian khó khăn cho chân sút quê Nghệ An. Công Phượng dù không muốn nói nhiều về mình, nhưng khi đã xuất ngoại và không được câu lạc bộ Nhật Bản cho vào sân, tâm lý của cầu thủ này có thể cũng bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, ở tuổi 28, Công Phượng đủ chín chắn để trải nghiệm những điều mình đối diện. Khi huấn luyện viên Troussier trao cơ hội, Công Phượng sẽ ra sân và cố gắng thể hiện. Ở trận đấu với Hải Phòng, Công Phượng chính là tác giả bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam. Điều đó ít nhiều cũng sẽ mang lại sự tự tin cho cầu thủ sinh năm 95. Công Phượng dĩ nhiên sẽ không đơn độc ở trận đấu với Syria. Anh nhiều khả năng sẽ đá cùng với tổ Hoàng Anh Gia Lai của mình, gồm Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh và Châu Ngọc Quang. Với nhiều năm tập luyện và thi đấu cùng nhau, Công Phượng hẳn sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng, hoặc cũng có thể anh sẽ biết cách giúp đồng đội của mình tỏa sáng. Bên cạnh Công Phượng, người được kỳ vọng sẽ thi đấu ấn tượng ở trận đấu với Syria sắp tới là Văn Toàn. Màn tái xuất đội tuyển Việt Nam lần này có nhiều điều đáng chờ đợi đối với hai cầu thủ con cưng của Bầu Đức một thời. Họ dù không còn chung màu áo câu lạc bộ, mỗi người đều đấu quân cho một câu lạc bộ ở nước ngoài, nhưng điều quan trọng với cả hai là sự ăn ý sau hơn chục năm gắn bó với nhau là điều không dễ phai nhạt. Đội tuyển Việt Nam cần tốc độ của Văn Toàn để qua mặt những hậu vệ có thể hình tốt của đối phương, còn với Công Phượng thì như đã nói, anh có khả năng đột phá rất tốt. Thuận lợi lớn nhất với Công Phượng và Văn Toàn là khả năng ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn. Trong lối chơi kiểm soát bóng xây dựng cho bóng đá Việt Nam hiện tại, huấn luyện viên Troussier rất ưa thích những cầu thủ chơi bóng có tư duy nhanh nhẹn. Lúc này, Văn Toàn đang có phong độ tốt hơn Công Phượng. Cầu thủ người Hải Dương được chơi nhiều tại câu lạc bộ của Hàn Quốc và đã có những màn trình diễn rất khá. Việc được ra sân thường xuyên sẽ giúp cho tiền đạo 27 tuổi có cảm giác bóng tốt và rất tự tin trên sân. Điều này vừa là khía cạnh nổi bật của Văn Toàn so với Công Phượng, vừa là điểm bù đắp cho người đồng đội. Giữa họ đang có sự bổ trợ lẫn nhau về cả mặt lối chơi cũng như phong độ. Vì thế, sự kết hợp giữa hai cầu thủ này ở trận đấu tới rất đáng kỳ vọng. Đặc biệt khi người hâm mộ ở trận đấu gặp Hồng Kông, Trung Quốc chưa được chứng kiến tình huống phối hợp ăn ý nào giữa Quang Hải cùng với Văn Tùng hay Tuấn Hải. Ngoài ra, nhắc tới Syria, cá nhân Văn Toàn hẳn cũng sẽ nhớ rất nhiều ký ức tươi đẹp vào năm 2018. Tại ASEAN năm đó, Văn Toàn là cầu thủ đã giúp Việt Nam ghi bàn thắng quyết định để đánh bại Syria tại vòng tứ kết. Đó là một trận đấu đầy vất vả và phải kéo dài sang đến tận hiệp phụ. Hai đội chơi rất giằng co, nhưng những chân sút của cả hai đều vô duyên, hoặc hàng thủ đối phương thi đấu xuất sắc. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 108,
khi trung vệ đội trưởng Tiến Dũng tung đường chuyền dài vượt tuyến lên cho anh Đức. Chân sút 33 tuổi này đã đưa bóng trúng xà ngang, nhưng ngay sau đó, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị chính là Văn Toàn đã có mặt đúng lúc để đệ bóng vào lưới trống. So với đội hình năm ấy, lão tướng anh Đức đã giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Còn lại, hầu hết vẫn còn đang thi đấu chuyên nghiệp. Những cầu thủ đá chính hôm đó như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Hậu hay Công Phượng đều góp mặt ở đợt tập trung lần này. Ngoài ra, còn phải kể đến những gương mặt vào sân từ ghế dự bị như Xuân Mạnh và Văn Toàn. Với cá nhân Văn Toàn, anh đã gây ấn tượng mạnh với mái tóc vàng rực như siêu xây ra. Không chỉ vậy, bàn thắng vàng ấy giúp đội tuyển Việt Nam đi vào lịch sử lần đầu tiên lọt vào bán kết ASEAN. Dù không thể tiến sâu hơn khi thua Olympic Hàn Quốc ở bán kết, song rõ ràng Văn Toàn và đồng đội đã trải qua một giải đấu cực kỳ khó quên. Thế nhưng, sau bàn thắng ấy, Văn Toàn đã có hơn 4 năm tịt ngòi trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó 2 năm, Văn Toàn cũng góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria trên sân Mỹ Đình. Ở trận đấu ấy, Việt Nam thắng với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Văn Quyết và Công Vinh. Ngoài Văn Toàn, đội hình Việt Nam trận ấy còn có thủ thành Nguyên Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải và các tài năng trẻ khác như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng. Nhìn chung, với Syria, cá nhân Văn Toàn và những nhân tố khác của Hoàng Anh Gia Lai đều trải qua những ký ức đẹp. Vì thế, chúng ta có lý do để kỳ vọng trận giao hữu sắp tới cũng sẽ là một lần nữa Việt Nam có được một kết quả tốt. Đoàn quân của huấn luyện viên Trossier có thể không cần phải thắng. Tuy nhiên, họ phải cho người hâm mộ thấy một lối chơi cụ thể và sắc nét. Tại SEA Games 32, trận đấu mang tới nhiều lời bình luận tích cực nhất cho U22 Việt Nam chính là trận hòa 1-1 với U22 Thái Lan ở vòng bảng. Dù thắng Lào, Singapore hay Malaysia thì đội bóng của huấn luyện viên Trossier vẫn mang tới nhiều hoài nghi cho người hâm mộ. Thời điểm này cũng như vậy, điều người hâm mộ cần thấy là triết lý của huấn luyện viên Trossier được thể hiện một cách rõ ràng và hiệu quả. Ở trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc, chúng ta đã thắng và cầm bóng nhiều hơn. Thế nhưng, một thế trận nhạt nhẽo cùng nhiều đường truyền hỏng khiến người hâm mộ cảm thấy chán nản. Hình ảnh các cổ động viên Hải Phòng ra về sớm đã minh chứng cho sự thiếu hấp dẫn của trận đấu. Cổ động viên Hải Phòng vốn là những người rất cuồng nhiệt về bóng đá, nhưng với một thế trận tẻ nhạt như vậy thì cũng thật khó để họ thể hiện tình yêu bóng đá, tình yêu với đội tuyển của mình. Cổ động viên trên sân Thiên Trường chắc chắn sẽ không muốn gặp lại cảnh buồn bã giống như trên sân Lạch Tray. Và những người hâm mộ trước màn hình TV chắc chắn cũng như vậy.